Tôi là Thọ Đen Cây Bắc Giang thôi, xuống tận Hà Tây. Tạ Văn Thể, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Sinh năm 1968, tuổi Mậu Thân. À, đúng rồi. Là đàn này túng đói lắm, phải cố đi làm thuê. Hai ba. Mỗi xe là được chục cây chưa? 13 cây. 13 cây này luôn. Bốn thanh niên mặc áo giáp. Hôm nay là các chú ở đây là dùng toàn áo da nhé, áo da bọc bọc bên ngoài này đấy. 100 cây sấu nhé, về với vùng đất Đông Anh. Quánh được bao nhiêu cây ạ? Bao nhiêu cây rồi? Đúng rồi, bây giờ chỉ kéo ra còn 40 cây nữa cho ra là hết. Ừ. Cái áo đâu không mặc lại đi. Ui giời, gọi giờ chân cho thoáng. Cho thoáng cái gì? Đấy anh em nhá. 100 cây như thế này các bác nhé. Bầu biết đánh ngon lành. Các bác đây là thợ lành nghề. Anh em nào mà quan tâm đến những cây sấu cao trên 3 mét, sắp xỉ 4 mét này. Ho kéo pháo nào. Mới cật lực anh nhá. Ok. 2 3. Mỗi xe là được chục cây chưa? 13 cây. 13 cây này luôn. Bốn thanh niên mặc áo giáp. Đấy. Được không anh em? Đấy, những cây sấu công trình các bác nhé. Đấy, anh em khá là đánh rất là chuyên nghiệp luôn đấy. Công trình nhé, có chiều cao là cỡ khoảng 3,5 m đến 4 m, hoành cách gốc là 20, cách gốc 1 m là 20. Đấy, đánh nổ bầu này, giá thì cực kỳ tốt luôn anh em ạ. Nếu mà các bác mua tại thời điểm này nhé, đã tốt luôn nhé. Những cây sấu được nuôi ở cái vùng đất Phúc Thọ nhà em là vùng đất rất là tốt luôn nhé. Đất này đất phù sa sông Hồng, là cây phát triển mạnh mẽ các bác nhé. Đấy. Nói chung là anh em mua thời điểm này là giá rất tốt. Đó, 100.000 một cây này. Các bác này. Ok, anh em nào thì phù hợp thì chủ động liên hệ với em Tuấn nhé. Thì ở đây thì các bác nếu mà mua lắp công trình thì chủ động là mang thợ đến đánh giúp cây giúp em. Mang thợ đấy. Ở đây thực ra là khu Phúc Thọ em là để những anh em đánh chuyên nghiệp là cũng bị hạn chế, không có người anh em nhé. Cái này đã bước sang sắp xỉ năm thứ tư rồi này. Sắp xỉ năm thứ tư. Đấy anh em nhé. Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại của em bên dưới. Còn nhiều mẫu, rất là nhiều mẫu công trình khác anh em nhé. Giờ em bận nghe điện thoại một chút, khách hàng đang gọi rồi. Anh em đến mua cây thì anh em có lựa chọn này là sẽ mang anh em chuyên ngành chuyên nghề đến nhé, đến tại vườn đưa thợ đến đánh như các bác này. Đúng rồi. Ở Đông Anh nhé. Đấy, bác tên là gì? Thắng. Thắng. Chuyên đánh cây. Chuyên đánh cây đi khắp mọi miền tổ quốc. Thanh niên năm nay bốn mấy rồi? 55 rồi. Trẻ thanh niên nhỉ. Còn bác này? 56 rồi. Còn ông kia 63. Vẫn đẹp ra, to khỏe phết nhỉ. Đấy. Anh em nhớ nhé, đến đây thì khi liên hệ trước và nhớ này. Cứ nhìn người thế này là không phải nghĩ. Khi chốt mua cây thì anh em nhìn cái bầu cây như thế này thì các anh em đưa thợ đến đánh cây như các bác này. Đấy. Ngon chưa? Bầu như thế này thì các ông không phải nghĩ rồi. 55 60 khỏe. Đấy, mặc áo da này, bê cây. Ầm ầm luôn. Thế còn mấy chuyến nữa thì lên hết đây. Một chuyến nữa. Đấy anh em nhé, xe thì để trên kia. Đấy, sau đó là anh em bê từng cây một. Đấy, phương tiện thì các bạn chủ động đưa thợ đến đánh giúp nhé. Cây cối đi hẳn hoài, đảm bảo chất lượng. Thì bây giờ anh em nó thuê các bác có từ Đông Anh chạy lên không? Chạy hết đúng không? Đấy. Ở Đông Anh đây còn ở Bắc Giang sang. Ui đây à? Đây là Bắc Giang đây. Đấy, dạ. Đông Anh hai ông Bắc Giang. Đấy, bác này từ Đông Anh với Bắc Giang này kết hợp với nhau. Đấy các bác nhá.
Anh em mà cần thợ thì sẽ gọi để cho các bác này chuyên nghiệp luôn. Nhiệt độ hôm nay là cũng tương đối là nóng nôi, nồm đấy các bạn ạ. Đấy, một con xe là 100 cây như thế này. Thì các bác không phải lo về vấn đề là vận chuyển nhé. Xe phương tiện thì đầy đủ hết. Anh em chỉ việc chốt đơn thôi. Theo nguyện vọng của... Là ông của Bắc Giang, làm cây. Thì ai là lái xe? Ở trong đây. Đang ngủ đúng không? Ừ. Đây, bác xuống đây đi. Hay đứng ở đấy. Ừ, làm thế nào? Nào, giới thiệu cái. Tôi là thợ đan cây Bắc Giang thôi, xuống tận Hà Tây. Tạ Văn Thể, Hiệp Hòa Bắc Giang. Sinh năm 1968, tuổi Mậu Thân. À, đúng rồi. Là đàn này túng đói lắm, phải cố đi làm thuê. Được chưa? Đấy. Bây giờ thế nha, các bác đến đây mà mua cây thì có anh em tự lành nghề. Chỉ cần báo trước 1-2 hôm bố trí công việc đến đánh cây, ok không? Nhưng mà từ Bắc Giang lên Phi chủ động xe phương tiện nhá. Được rồi, nhất trí. Sáng ra là 7 giờ mới đến đây. 7 giờ đến từ nhà, đi xe máy đúng không? Đi xe ô tô. Để đi thuê một chuyến taxi. À, chủ động phương tiện đúng không? Ừ, đúng rồi. Chuyến taxi cho nó ngay. Thế bây giờ có tiện báo giá không? Biết đây, chỉ đi làm thuê. À, ok. Chưa biết về giá nhá, chưa biết về giá. Vậy thì các bạn mua cây ở đây thì có những lựa chọn sau đây. Một là các bạn đưa thợ ở chính nơi các bạn ấy, tuyển thợ. Đấy, còn khi mà anh em đến đây mua cây thì có thể bên nhà vườn sẽ tìm thợ ở cho. Thì báo giá sẽ bao gồm là có thể là chỉ báo giá cây không, không bao gồm tiền công thợ các bạn nhé. Rồi là anh em tự làm giá bên thợ. Bởi bên mình thì thực ra là cũng tìm thợ cũng rất là khó khăn trong thời điểm hiện tại. Nếu mà tìm được thợ mà giá cả hợp lý thì các bạn có thể là chúng ta có thể hợp tác để có thể là làm việc với nhau lâu dài các bác nhé. Thông tin của Tuấn thì để bên dưới thì anh em mình chủ động giúp Tuấn nhé.